Đây là một chiếc quạt điện. Nhưng không phải là chiếc quạt điều khiển từ xa, muốn bật nó các bạn cần phải bật công tắc. Vậy làm sao chúng ta có thể biến một chiếc quạt thường như thế này thành một chiếc quạt điều khiển từ xa? Ok, trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cách biến một chiếc quạt thông thường rẻ tiền thành một chiếc quạt điều khiển từ xa và chi phí các bạn chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn đồng thôi. Ok chúng ta hãy cùng bắt đầu video Vào đây, đây chính là những mạch sẽ giúp cho chúng ta biến một chiếc quạt thông thường thành một chiếc quạt điều khiển từ xa các bạn nha Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp đặt để chúng ta có thể là vừa dùng điều khiển từ xa đồng thời chúng ta cũng vừa dùng được các cái số ở trên quạt luôn Bây giờ mình sẽ dùng một cái mạch này, đây cái mạch của Việt Nam này để mình sẽ lắp vào cái quạt này Thực ra hai cái mạch này thì nó như nhau thôi. Các bạn à, lắp mạch nào cũng được. Bây giờ mình sẽ chọn cái mạch này nó nhỏ gọn nhé. Thì các bạn để ý này. À, mạch nào nó cũng sẽ có mấy cái chân cảng như sau. AC1 và AC2 chính là cái điện 220 chúng ta sẽ cấp vào trong cái mạch này các bạn nhé. Cái chân com này. Chân com này là chân chung để chúng ta đi lên cái cuộn dây chung. 1, 2, 3 chính là số 1, số 2, số 3 của quạt. Còn cái switch này chính là cái đảo gió. Trường hợp nếu mà cái quạt của chúng ta không có cái đảo gió bằng điện thì chúng ta sẽ chế thêm cái đảo gió bằng điện. Thông thường thì quạt thông thường là hay dùng cái đảo gió bằng cơ đúng không ạ? Thì các bạn lưu ý này, cái chân AC1 và AC2 thì một trong hai chân này nó sẽ được nối thông với chân com này các bạn nhé. Thì các bạn lật cái mặt đằng sau này. Cái này là AC1 này, cái này là AC2 này. Thì các bạn nhìn thấy AC2 với chân com này là nó được nối thông với nhau. Và để các bạn có thể sử dụng được cả cái mạch điều khiển từ xa và cả cái công tắc cơ thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình một cái công tắc 6 chân hai trạng thái như này. Thì với cái công tắc này nó sẽ có hai cặp tiếp điểm các bạn nhé. Cái chân giữa là chân chung này. Khi mà công tắc nó bật sang chữ Y thì cái chân giữa nó sẽ được nối sang cái chân bên tay trái. Chân phía dưới này như thế, chân giữa nối sang bên tay trái. Có nghĩa là đóng đồng thời nhé trên và dưới là nó đóng đồng thời còn khi mà nó bật sang chữ o thì cái chân giữa nó được nối sang bên tay phải ở bên dưới như vậy chân giữa được nối sang bên phải và tất cả các cái link mua hàng công tắc và cũng như cái mạch điều khiển này thì mình đều để ở phần mô tả video các bạn có thể chủ động đặt mua và mình lưu ý mình không bán hàng các bạn nhé mình chỉ là mua về sử dụng thôi đây khi mà các bạn mở bất kỳ một cái quạt thông thường nào ra thì nó chủ yếu nó sẽ có các cái đầu dây sau đầu tiên nó là hai cái dây nguồn vào thì đây chính là hai cái dây nguồn vào 220 các bạn nhé 220 sẽ cấp vào hai cái dây này thì trong đấy một đường là nó sẽ đi vào cái công tắc cơ và nó sẽ phân phối ra ba số quạt thì đây là ba dây của ba số quạt là số 1 số 2 số 3 còn một cái đường còn lại thì nó sẽ đi vào cái dây chung các bạn nhé dây chung để đỡ mất thời gian của các bạn thì mình đã đấu sẵn đây rồi. Trong đó là mình sẽ đấu qua một cái công tắc hai trạng thái này các bạn nhé. Thì các bạn có thể xem sơ đồ đấu nối như này. Đây mình sẽ giải thích cho các bạn một chút về sơ đồ đấu nối này. Thì bình thường là cái điện 220. Đây, đây chính là điện 220. Nó sẽ đi qua hộp số quạt đúng không ạ? Cái dây L này nó sẽ đi qua hộp số quạt. Còn cái dây N này sẽ vào cái dây chung của cái động cơ thì từ hộp số quạt nó sẽ đi ra ba số thì đây là cái sơ đồ đấu thông thường còn đối với khi mà mình chế thêm một cái mạch điều khiển từ xa thì mình sẽ đấu thông qua một cái công tắc hai trạng thái và sáu chân nha các bạn nhé đây này một hai ba bốn năm sáu chân mình sẽ đấu như thế này các bạn nhé dây l này sẽ đấu vào một cái chân giữa này thì đây đây chính là cái dây l các bạn nhé dây l này cái dây l này cũ của nó là đấu vào cái công tắc số này thì bây giờ cái dây L sẽ đấu vào chân giữa của cái công tắc này. Đây đấu vào chân giữa này. Một đường của công tắc sẽ đấu ra cái chân AC1. Đây một đường này, một đường là ở phía dưới này. Cái cái hàng phía trên này là mình sẽ nói sau nhá, cái hàng phía trên là tương ứng với dây N còn hàng phía dưới là tương ứng với dây L. Thì cái hàng phía dưới này thì một đường này sẽ đấu vào cái chân AC1 của cái mạch điều khiển này. Thì đây, đây chính là đấu vào cái chân AC1 đây các bạn nhé. Đây AC1 đây Không biết các bạn có nhìn rõ không Nó là AC1 này Còn một đầu Một đầu của nó thì vào cái hộp số quạt Đây ở hàng dưới nhá Hàng dưới nhá Các bạn nhìn này. Đây cái dây đỏ này Một đầu còn lại Sẽ đi vào cái dây hộp số quạt đây Đây chính là hộp số quạt đây Rồi Tiếp tục là cái dây nguồn vào là dây N Dây N này thì một đường mình sẽ vẫn đấu chung và đi thẳng vào cái dây chung của cái motor quạt các bạn nhé thì cái dây N chính là cái dây phía trên này thì mình đấu ở cái hàng phía trên này các bạn nhé Thì cái dây N này sẽ đi vào cái dây chung là cái dây màu xám này các bạn nhá. Đây này, đi dây vào dây chung này. Một đường thì nó sẽ đi vào cái chân AC2, một đường dây AC2 thì chính là cái dây đen này. Đây một đường này. Thì nó đi vào cái chân AC2 của cái mạch điều khiển. AC2 đây các bạn nhá. Cái chân còn lại của cái công tắc thì mình để trống. Đây là cái chân ở phía trên này, các bạn nhìn thấy là cái chân này là mình sẽ để trống này. Đối với cái mạch điều khiển này thì nó sẽ có các cái số này 1, 2, 3 và cái số switch chính là cái để đảo gió Trường hợp cái quạt thông thường của chúng ta à, Nó không có cái đảo gió bằng điện Mà nó dùng đảo gió bằng cơ Thì chúng ta có thể là bỏ cái chân này đi Chúng ta vẫn cứ chịu khó dùng cơ Còn nếu các bạn mà muốn dùng điện Thì các bạn sẽ mua thêm cho mình một cái bộ phụ kiện Đây chính là cái bộ phụ kiện gồm có một motor đảo gió Và một cái gông để chế nó ra còn à, bình thường như mình thì mình cũng không cần nên là à, mình bỏ cái này đi. Còn nếu như các bạn mà dùng à, chế cho cái quạt mà treo tường ý, thì bắt buộc các bạn phải dùng cái cái này nhá, bởi vì treo tường nó cao mà. Còn đây cái quạt bàn này thì thôi mình không cần. Nên mình bỏ cái chân này đi. Thì như vậy là đối với chân 1 2 3 ở trên cái mạch điều khiển như này, mình cũng sẽ đấu song song với chân 1 2 3 của cái hộp số này. Đây 1 2 3 của hộp số đây. đây các bạn nhìn này nhá. Đây là chân 1 này, chân một của điều khiển này, chính là cái dây cam này, nó sẽ đi vào cái chân một của cái hộp số này. Tương tự chân 2 và chân 3 cũng vậy nó đi đấu song song với cái hộp số này. Còn cái chân switch là cái chân ngoài cùng này mình bỏ đi. Cái chân com này mình cũng để chống các bạn nhé. Bởi vì cái chân com là chân chung của cái motor này. Nó được đấu sẵn vào cái dây nờ này rồi. Và ở đây cái đèn ở trên mạch này thì mình sẽ trích nó ra đây để hiển thị nó dễ hơn. Và sau khi mà đấu xong thì các bạn sẽ cắm cái cảm biến này vào nhá Cái cảm biến hồng ngoại. Đây là cái cảm, mắt cảm biến hồng ngoại thì mình sẽ đính vào đây. Nói chung là tùy từng quạt của các bạn Các bạn sẽ đính nó vào các cái vị trí sao cho nó phù hợp Đây các bạn nhìn thấy chưa Mình gắn cái mạch này vào cái ốc này Khá chắc chắn luôn Còn nếu các bạn không có thì các bạn có thể dùng keo gắn này Đây là cái công tắc để chúng ta sẽ chuyển đổi giữa cái điều khiển từ xa Hoặc là dùng cái phim cơ này Còn đây là cái đèn báo này còn ở chỗ này là mình sẽ gắn cái mắt cảm biến hồng ngoại nó ở dưới đây. Và đây, đây là thành quả các bạn nhá Điều khiển từ xa bật các bạn nhìn thấy chưa ở đây nó sẽ có một cái đèn đèn xanh nó báo hiệu là bật chúng ta cũng có thể hẹn giờ đấy khi mà cái đèn xanh nó nháy nháy kia thì là nó đang báo hiệu là đang hẹn giờ và ở đây nó có thể hẹn tới tối đa là 8 tiếng các bạn nhé nó sẽ hẹn là từ 2 tiếng này 4 này 6 này và 8 tiếng thì là tối đa nó được khoảng 8 tiếng cái quay này chính là cái để đảo gió nhưng mà do cái quạt của mình không dùng cái túp năng điện nên là chúng ta sẽ không dùng được cái tính năng quay này các bạn nhé còn đây là điều chỉnh tốc độ này số 2 này số 3 này đây là số mạnh nhất này đấy ấn một lần nữa thì nó quay về số 1 này còn ở đây nó là cái chế độ gió tự nhiên các bạn nhé bấm này đấy thì các bạn nhìn để ý một lúc này gió tự nhiên thì nó cứ chuyển đổi qua lại giữa các số và nó sẽ ngắt đi một lúc Đấy, nó ngắt này, các bạn nhìn chưa? Quạt nó ngắt này. Xong rồi nó lại quay. Thì nó tạo cái gió phè phẩy phè phẩy, đấy là cái tính năng gió tự nhiên. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng cái phím số ở trên cái quạt thì chúng ta sẽ chuyển cái công tắc này nhá. Đây chuyển sang cái này là chúng ta sẽ chuyển sang phím số này, đây phím số này, tắt đi này. Bây giờ mình sẽ không dùng được điều khiển nữa bởi vì cái này là đã ngắt cái điều khiển từ xa rồi và chúng ta chỉ sử dụng được phím số thôi. Đây số 1 này. Số 2 này. Số 3 này. Ok chưa? Các bạn thấy không? Cực kỳ đơn giản thôi nhá. Các bạn chỉ cần bỏ ra vài chục ngàn thôi. Và các bạn xem kỹ video từ đầu đến cuối, đảm bảo với các bạn được rằng các bạn không am hiểu nhiều về điện, các bạn vẫn có thể lắp được nhá. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.